Học 3 tháng chắc biết hết rồi gì nè. Biết rồi, em đi làm gì. Còn đi học hả? Còn học còn gheo với bộ. Còn học gheo với bộ. À, chưa học cái nó được rồi. Chưa xong à? Dạ đúng rồi, còn hai cái nó nữa là ra nghề. Mình có làm cho khách rồi đó không? Khi trước thì có rồi, bây giờ thì lo học để ra nghề đó. Bà này bà Lanh nè, nói chuyện đây là thấy Lanh lắm rồi. Làm cho các bạn biểu vừa học vừa làm, tôi nó thâu cái bữa làm biết cho không, cho làm phục vụ làm biết đó kìa. Làm đâu biết là mua cho làm nghề chung mãi đi. À, kêu phụ hắn à. Có trả lương nhưng rất là kêu rất là cho ăn ăn cơm chưa sạc sạc nữa đó, cái thôi còn nhỏ mà đã cần tiền đó. Chủ yếu là học để tập trung cái đi, thì mình nó đang còn kiểu ấy mà cho nó học đi nha. Học giỏi rồi lúc nó làm thợ luôn chứ mấy gì đó, đúng không? Chưa làm được, mới có 17 tuổi mà làm 18 tuổi làm được, 18 tuổi là được làm rồi đúng không? 18 tuổi là hình như được 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 phép ấy làm rồi đúng không? Được đi làm rồi đúng không? Tết là họ xuống đông lắm. Tết là làm thợ rồi đó. Thấy họ cần người ghê lắm. Học bữa nay khoảng tới Tết là biết rồi đó. Đau quá rồi đó. Muộn quá đâu. Cái dấu hiệu hay. Đau nha, đau nha. Như đen trắng bá niên đào. Đào hơn phía dưới. Chục may còn trừ còn cho đi sớm một xí chứ không trễ nữa là mệt nữa. Ai chỉ qua đây à? Hắn làm cho đứa mô đó làm móng cho cái hổng chỉ xuống đây đây.
mắng cho ai á, thấy mặt mụn quá rồi chị. Làm chung một trứng chiên chứ gì nướng chuỗi không có chiên kìa, làm sạch ba đúng là đủ thứ hết á, không có chiên thì có vấn đề. Nói chung chiên về mụn thì nó sẽ ok hơn. Ví dụ như mình đi trị nám thì mình tìm tới chỗ chuyên trị nám. Chứ còn trị mụn mà mình đi vô chỗ spa bình thường chăm sóc da đồ là không trị được đâu. Không trị được. Họ phải chuyên vào cái lĩnh vực á. Nó sẽ ok hơn. Nhiều người tạo đi điều trị mụn chi mà càng trị càng nhiều. Nót mà em nữa cũng bận đi, bận công đi thì cũng chạy đủ chỗ đó chứ. Không thấy những cái nào thấy tậu lắm. Con đi thấy thì chỉ xuống cho nó rầu với tậu chết. Cô Sương rồi mà. Ở con của cô Sương đó. Làm đủ chỗ rồi đó chứ. Chắc chưa đi đây. Với lại đi là phải theo đúng. Chứ còn mà đi kiểu như mình đi nặng mụn không thì nó chỉ đỡ sương sương thôi. Không phải trở lại. Không mụn thì trở lại đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà mình phải chăm, tại vì cơ địa mấy đứa này là cứ lên mụn miết à. Mụn không bao giờ mà thấy hẳn đâu. Đừng bao giờ nghĩ là thấy hẳn. Thấy hẳn thì cũng khỏe quá rồi. Cái chỗ mô mà nó trị mụn tận gốc là chỗ nó xạo đó nha. Không thiệt. Không có chuyện trị mụn tận gốc á. Trị hết mụn nhưng mà lây lại nha. Lây lại là do cơ địa mình. Lây lại còn nó trị vĩnh viễn hay vĩnh viễn. Không có ai mà trị vĩnh viễn hết trơn á. Mấy đứa làm kem dưới à? Cái mụn chỉ chỗ này khó chịu kinh lì trăng tậu. Ủa chứ tự biết mà, tự biết sao? Nghĩ là có cam với nó nhìn với thấy. Mà làm cây mà đâu? Chị tưởng mua bên phòng kia. Sợ thúi à? Trời hẳn nhiều, chị muốn nhiều về đi trời. Làm cây 1 ngàn xăm chưa Trang? Tiếp lặng với lại kỹ như đây nè. Tiếp lặng đi. Zalo chị thì hay ghét Zalo, còn Facebook là do nhân viên trả lời. Zalo có vấn đề chị cứ hỏi. Em làm nghề này thì qua học luôn. Trị mặt đẹp luôn. Không tốn tiền điều trị luôn. Có nghề nữa. Nhưng mà chuẩn bị xí nữa đau lắm. Chưa rồi. Mới nặng mấy mụn ấy thôi. Để đâm cục này trước.